Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Tháp thuộc huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Và sau lưng đây là một hình ảnh của các vị sư theo vị sư chùa Nam Tông Khmer. Hôm nay là những ngày đầu của mùng 1 của Tết Khmer cô bác quý anh chị. Thì các vị sư về đây để làm một cái lễ gọi là lễ tắm cho các tắm cho sư cả. Thì hiện nay thì các sư đang đứng hai bên cổng chùa để mà đón tiếp các đoàn sư từ các chùa khác về đây để mà làm một cái lễ tắm cho sư cả vào những ngày đầu năm mới như thế này cô bác quý chị. Đây là một cái lễ cũng khá là đặc biệt, trời ơi, hiện một cái tôn giáo Nam Tông Khmer tại Việt Nam. Thì bây giờ để biết thêm cái lễ đó như thế nào thì mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ vào trong ngôi chùa này để sẽ xem một cái lễ rất là hay của dân tộc Khmer nha cô bác quý chị vào những ngày đầu năm mới như thế này. Bây giờ thì các sư ở mọi người đang đón hòa thượng ra để làm một cái lễ gọi là lễ tắm cho hòa thượng đó mọi người. Đây là một cái lễ hội khá là đặc biệt luôn mọi người. Là đây là những ngày dịp đầu năm mới thì một cái tục tắm cho sư cả ngay tại chùa Nam Tông. Và đây là các tùy theo. Này đi ba vòng sư tư. Ba vòng. Cũng như cái lễ nhớ ơn của các tỳ kheo sư cả này từ từ chùa lên hòa thượng với mọi người. Và đây thì ước tính là có hàng trăm các tỳ kheo như thế. Và mọi người có thể thấy là các sư ở đây đều chân trần hết. Sư tu sa di á mọi người, tu báo hiếu á, các sư mà tu từ 20 năm gọi là tu sa di, lên tỳ kheo, sau đó thì sẽ được lên hòa thượng. Mình sẽ lựa một góc đẹp nhất quay cho cả nhà xem nha. Thank you.
Sa Di cũng như là các vị sư tà kheo sẽ làm một lễ là tắm cho sư cả cũng cho hòa thượng mọi người. Và đi đằng sau này là các Phật tử ngày hôm nay cũng đến đây cùng với các vị sư để mà tham gia một lễ tắm cho hòa thượng. Và ngày mùng 3 Tết theo truyền thống của người Khmer thì sẽ đến ngày đó thì sẽ tắm cho tượng Phật. Đối với dân tộc Khmer thì cả cuộc đời của họ gắn liền với Phật giáo. Mới sinh ra thì họ được các gỡ vào chùa cho các sư nuôi dưỡng. Sau khi lớn lên độ tuổi từ 11, 12 tuổi như thế này thì các bạn này phải đi tu gọi là tu Sa Di hay còn gọi là tu báo hiếu. Tùy vào duyên với Phật Pháp thì có thể tu lên tỳ kheo và sau đó là lên hòa thượng. Sau khi các trở thành các cụ như thế này và mất thì sẽ được hỏa thiêu và gửi vào chùa luôn mọi người. Nên cuộc đời những cô chú này sẽ gắn liền với lại Phật giáo và đặc biệt là theo trường phái Năm Tông Khmer. Mặc dù là độ tuổi đi học nhưng mà các bạn này muốn vô chùa tu thì sẽ tu tại chùa luôn. มันมาลั่งๆๆๆมันมาจ้วงจ้วงจ้วงนะให้ประครูมันมาจ้วงมันคงดำจ้วงคงจ้วงเด็ดมองจ้วงเด็ดมองมองมองมันมันเข้าเข้ามันมันเข้าเข้าให้ลูกครูนักครูคณะกรรมการวอร์ดคณะกรรมการเวทนี้อยู่มอชอปี chứ kia tôi khẳng lên cho nên khẳng cao mắt 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 chung con lưu như thế này đó thì mình nghe rất rõ cái mùi vị thơm của hoa cúc của mọi người, rất thơm. Để toàn á
Đây là nước hoa cúc. Vài ngày sau thì đến ngày mùng 3 thì sẽ tắm cho Phật luôn. Đọc bà ca chui lúc, cầm bà ca đặt chui lúc. Thôi, cái này phải đó hả, cái này dở. Đặt tới bà đi dục đảm đi. Quên. Đi lại, đi tắm. Không ai chắc nữa. Lần đầu tiên, cái này tắm. Ngày tại trường 502 này. Ờ, thêm tinh tích bán ở con chợ chú. Nước này là nước hoa cúc rất là thơm. Việc mà tắm các vị sư như thế này, tắm cho hòa thượng là một điều khá là thiêng liêng mọi người, nhằm thể hiện một cái sự nhớ ơn đối với sư cả. Thì vị sư cả hòa thượng đây cũng là một từ kheo đi lên, và thậm chí có những sư hòa thượng sư cả anh chú đó hả đó
Sau tất cả phần này là phần vực sau đó cho lắm cả phần lúc này là phần khác. À, bàn trường đó. Bàn nào hơi thói rồi là thói. Rồi tích 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 nhá. Một cái phong tục khá là độc đáo thôi. Thói rồi coi cũng cho anh biết vui với anh ơi. Quang cũng ấy, à chia sai đó. À, ở đây thì mình cảm nhận được cái sự thơm của hoa cúc và nước hoa, mọi người rất là thơm, và các sư ở đây đang chờ để một lần này. Sau khi các vị sư ở đây tắm thì sẽ đến lượt Phật tử, mọi người. Anh chú ta hồ lục gì? Anh nói ụ chạm, lẹt mè. Anh chú lục gì? Anh chú? Anh ừ. Mà nói với người dân, nhưng các vị sư thôi, thì người dân nó không được chạm nhau vào đầu của các sư cũng như là các Thôi có nghĩa là nhằm một sự tốt lành vị sư cũng như là các Phật tử, mọi người họ tin nhận thì như thế này thì nó sẽ rất nhiều người tốt lành, nếu như là một ngày tốt cho vị thần của mình. Quay lại bảo mình cũng một ngày dùng xài đi. Quay xoay một bình bỏ một dùng xài đi. Và sau khi các sư tắm cho hòa thượng thì đến tiếp theo là Phật tử. Đầu tiên là các vị cao tuổi, những Phật tử cao tuổi của mọi người. Và việc mà tắm cho sư là một điều rất là thiêng liêng. Rửa tay và rửa chân bằng nước hoa cúc và cũng là nước hoa, mọi người. Trần tham đây. Cái nước này dạng gì chú? Tắm cho ba mẹ mình. Để mà tỏ lòng biết ơn. Nước này là nước hoa cúc rất là thơm. Mình biếu người có cây dạ rồi, dạ lúc này rẻ mà. Cây này nó sống mấy chục gì á. Sư cũng tính hoàn tục đứa vợ mà hỏi vàng nó ra lên cao lắm, bây giờ không giống hoàn tục. Gái bây giờ nó đòi cao quá hả? Nó đòi thích cây hai cây không hả? Bây giờ vàng nó sau khi các vị hòa thượng người mất thì sẽ được đặt tượng luôn, mọi người. Đặt tượng giống như thế này luôn, khi mà được các đạo hòa thượng người mất thì này sẽ được đặt tượng coi như các vị sư hòa thượng như thế này, được gọi là Phật sống, mọi người. Và hiện nay thì mọi người có thể thấy là các Phật tử đang cúng dường cũng như là lì xì cho sư, cho vị hòa thượng. Năm mới này chúng ta sẽ luôn luôn được bình an, an lành, vui vẻ. Mọi điều tốt lành luôn luôn tốt đến với tất cả bà con Phật tử của chúng ta. Lấy xì.
Đó, đồ chữ tiếp tiếp bán này. Ờ. Ờ, không là tốt. Có cả say đó mày á. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với mọi người, cô bác, quý chị như là tất cả các bạn một ngày khá là đặc biệt của Tết Khmer ngay tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh như thế này. Và nãy giờ thì hình ảnh mà Bùi Hồ chia sẻ đó là các vị sư đang tắm cho Hòa Thượng trong ngày mùng 1 Tết của Tết Chuẩn Thứ Năm Khmer, một cái phong tục khá là độc đáo của triều Nam Tông Khmer, đúng không cô bác quý chị các bạn? Thì rất mong video clip này sẽ chia sẻ cho cô bác quý chị điều nào đó độc đáo về phong tục của người Khmer, cũng như là một nét văn hóa truyền thống của các sư theo Phật giáo Nam Tông. Mọi người xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị xem là sao. Và hôm nay thì cái Tết khá là đặc biệt của các dân tộc Khmer tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ và đặc biệt là tại huyện Trà Cú. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau nha.